Hộp xoay đồng hồ đồng thời là tủ trưng bày đồng hồ. Có thể là dùng từ hộp, từ tủ bởi vì công năng sử dụng của hộp đồng hồ này đó chính là để cho đồng hồ luôn luôn hoạt động đối với những chiếc đồng hồ cơ, những đồng hồ automatic. Và ngoài cái chức năng chính là để xoay đồng hồ cho đồng hồ luôn luôn chạy đúng giờ thì đây là một trong những cái tủ trưng bày đồng hồ rất đẹp và đẳng cấp, sang trọng và thượng lưu mà Kỳ Lăng đã tuyển chọn trong tất cả những cái tuyển chọn để đem đến và giao lưu phục vụ với tất cả quý khách. Kiểu dáng sang trọng, toàn bộ những chất liệu tạo nên chiếc tủ này đều là cao cấp hết, kể cả phần bên ngoài mặt sơn này cũng là sơn như những chiếc đàn piano. Những chiếc đàn piano thì họ sơn cực kỳ cao cấp, bóng và sáng rất là đẹp. Từ vân viền inox đến đèn led bên trong, đến từ viền của từng cái ô xoay đồng hồ, từ chất liệu nỉ da bên trong, toàn bộ đều là những vật liệu tuyển chọn hết. Mà Kỳ Lăng thích nhất ở chiếc tủ này đó chính là có vân tay để mở khóa. Ở bên hông tủ là có tính năng mở khóa bằng vân tay nên là sẽ được bảo vệ tốt, chạm vân tay vào thì tủ sẽ được mở.